Xin chào tất cả các khách hàng và các bạn quan tâm đến chuyên trang của Rossi Việt Nam. Ngày hôm nay, chúng tôi sẽ giới thiệu với các bạn về những người bạn hàng, đối tác lâu năm của chúng tôi. Họ là những hãng sản xuất thiết bị bếp công nghiệp nổi tiếng hàng đầu của Việt Nam cũng như trên thị trường bếp công nghiệp quốc tế. Và ở chuyên đề này, Rossi Việt Nam xin được trân trọng gửi đến quý khách hàng thông tin về hãng sản xuất máy chế biến thực phẩm chuyên nghiệp Marupin, một trong những tập đoàn danh tiếng đến từ Đài Loan. Marupin là một trong những công ty hàng đầu tại Đài Loan trong lĩnh vực sản xuất thiết bị bếp công nghiệp. Nhà máy của Marupin có công nghệ sản xuất máy móc công nghiệp tiên tiến với dây chuyền hiện đại, tập trung chủ yếu ở dòng lò nướng Salamander, bếp chiên nhúng, bếp rán. Với uy tín nhiều năm trong lĩnh vực xuất nhập khẩu và phân phối các mặt hàng công nghiệp trên toàn châu Á, tập đoàn kinh doanh đa ngành chuyên xuất nhập khẩu hàng hóa Rossi Việt Nam đã nhận được sự cho phép của Marupin phân phối và phát triển thương mại và là đại diện cho Marupin tại thị trường Việt Nam. Dưới đây là một số thông tin về Marupin mà chúng tôi muốn giới thiệu với tất cả các quý khách hàng. Marupin là nhà sản xuất thiết bị nhà bếp công nghiệp số 1 tại Đài Loan. Sản phẩm của Marupin có mặt và được tin dùng tại nhiều nước trên thế giới. Riêng tại Việt Nam, các dòng sản phẩm nổi bật của Marupin tại thị trường nhà phân phối bếp công nghiệp đã và đang chiếm được tình cảm tình từ phía người tiêu dùng nhờ vào việc có một giá thành rất tốt, chất lượng sản phẩm ổn định. Với tư cách làm nhà phân phối thiết bị bếp công nghiệp số 1 Việt Nam, Rossi đã dành rất nhiều thời gian và tâm huyết để có thể đem sản phẩm của Marupin về với Việt Nam, tiếp cận với người tiêu dùng. Với tập đoàn Marupin, kinh nghiệm, chất lượng, hiệu suất, độ tin cậy, đó chính là những điểm mạnh của các sản phẩm Marupin, là những người bạn đồng hành đối với sự thành công của quý khách hàng. Kiểu dáng đơn giản, công nghệ và sự cải tiến đi cùng với việc nghiên cứu không ngừng nghỉ của các chuyên gia có khả năng đáp ứng tất cả các yêu cầu của các khu dịch vụ ăn uống trên toàn châu Á. Marupin cung cấp hàng loạt các sản phẩm như lò nướng Salamander, bếp chiên, bếp rán và thiết bị bếp công nghiệp đáp ứng các yêu cầu của những người dùng khó tính nhất, với một hệ thống máy móc hoạt động một cách chuyên nghiệp, luôn dẫn đầu tại thị trường về hiệu suất hoạt động và bảo vệ môi trường. Marupin đặc biệt chú trọng đến thiết kế để làm nổi bật sự phát triển công nghệ sản phẩm mà không hề ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm. Hiện, Rossi đang là đại diện thương mại chuyên nghiệp cho Marupin tại Việt Nam. Chúng tôi đã cùng với Marupin tham gia cung cấp các thiết bị nhà bếp công nghiệp cho rất nhiều dự án hàng đầu tại Việt Nam. Rossi Việt Nam xin được giới thiệu một số hình ảnh về Marupin. Các bạn có thể thấy rằng Marupin hiện đang là một trong những tập đoàn hàng đầu tại Đài Loan với dây chuyền sản xuất công nghệ hiện đại, các loại máy móc thiết bị chuyên nghiệp dùng để sản xuất ra các loại máy chế biến thực phẩm chuyên nghiệp nhất. Với những nhiều năm kinh nghiệm trong hoạt động sản xuất thiết bị nhà bếp công nghiệp, Marupin đã được phát triển thông qua một con đường quy hoạch nhằm mục đích sản xuất máy và xây dựng kỹ thuật máy móc với độ chính xác cao và vật liệu sản xuất cũng đạt được tiêu chuẩn chất lượng. Marupin ngày nay là một trong những nhà lãnh đạo trong việc sản xuất các thiết bị nhà bếp công nghiệp tại Đài Loan. Vừa đối với mỗi một lĩnh vực, Marupin tạo ra từng loại máy móc công nghệ cao với các phụ kiện được thiết kế đặc biệt cho từng nhu cầu cụ thể. Sức mạnh của Marupin đó chính là luôn sẵn sàng phục vụ các khách hàng, các loại máy đa dạng, tùy thuộc vào các loại cách sử dụng riêng. Với những tính năng này, cho phép bạn chọn từ một đến hàng loạt các sản phẩm khác nhau, tất cả đều được xây dựng với chất lượng, uy tín cao, phù hợp với mọi hoàn cảnh trong bất kỳ lĩnh vực hoạt động nào. Nếu công ty bạn đang là nhà hàng, khách sạn, khu nghỉ dưỡng hay bệnh viện trường học hoặc trung tâm hành chính, các bạn hãy lựa chọn Marupin cho công việc của mình như một quyết định khôn ngoan nhất với chất lượng đẳng cấp hàng hóa xuất xứ từ Đài Loan. Rossi Việt Nam khẳng định sẽ đem đến cho quý khách hàng sự lựa chọn hàng đầu trong lĩnh vực thiết bị bếp công nghiệp. Rossi Việt Nam, nhà phân phối số 1 máy chế biến thực phẩm chuyên nghiệp. Rossi Việt Nam chúng tôi luôn có mối quan hệ hợp tác thân thiết với 150 công ty và tập đoàn chuyên sản xuất máy chế biến thực phẩm đến từ nhiều quốc gia trên thế giới. Phương châm làm việc của chúng tôi đó là luôn tìm tòi những tinh túy của ngành máy chế biến thực phẩm, đem lại những giá trị dành cho công việc của quý vị, đó là giải phóng nhân sự, tiết kiệm chi phí, nâng cao hiệu quả, khơi nguồn đam mê và kiến tạo sự thành công.
Nếu quý khách hàng có nhu cầu tìm hiểu cũng như muốn sở hữu cho mình các sản phẩm đến từ hãng Marupin, các bạn có thể truy cập vào gian hàng trên website của chúng tôi để có được một mức giá và chế độ hậu mãi tốt nhất. Cảm ơn quý khách đã quan tâm đến các sản phẩm và dịch vụ của Rossi Việt Nam. Để theo dõi và biết thêm thông tin chi tiết của hãng Marupin, xin vui lòng liên hệ theo các kênh dưới đây: website rossi.vn, Facebook www.facebook.com/rossivietnam, hoặc có thể click trực tiếp vào channel Rossi Việt Nam của chúng tôi trên YouTube. Để cập nhật những chương trình khuyến mại và giá tốt nhất về sản phẩm và dịch vụ của hãng Marupin, quý khách hàng vui lòng liên hệ theo các số điện thoại dưới đây. Lưu ý rằng chúng tôi có hỗ trợ Viber, Zalo, Showroom miền Bắc 0912 863 364, Showroom miền Nam 0868 998 663, Tổng kho bán buôn 024 8586 7812, Hợp tác kinh doanh 0989 999 884, Email info@rossi.vn. Thông tin công ty: Công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất và thương mại quốc tế Rossi Việt Nam, địa chỉ số 283 đường Lê Duẩn, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội. Cảm ơn các bạn đã cùng với chúng tôi tìm hiểu về đối tác Marupin. Các bạn hãy like clip và subscribe channel của Rossi Việt Nam nếu thấy hay nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các chủ đề sắp tới. I'll be